Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 28 rồi đúng không nào? Gồm cả hai clip. Thì trong clip hôm nay á, đáng lẽ cái bài 29 này thầy sẽ không quay này, tại vì nó là bài thực hành. Nhưng mà thầy nghĩ đến các em thì nhiều lúc thầy cũng cần là cái chỗ dựa cho các em. Mà bây giờ gần như bất kỳ bài nào thầy cũng sẽ cố gắng quay để có cái tài liệu để mà các em tham khảo. Được chưa nào? Nên là thầy lúc nào thầy cũng nghĩ về các em, là các em cũng luôn luôn tin tưởng và ủng hộ thầy bằng cách click quảng cáo này, chia sẻ kênh, đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông và đồng thời like, comment tích cực ủng hộ thầy các em nhé. Ok, cảm ơn em nha. Ở trong cái bài 29 này đó, thực hành này, chế tạo 500 vĩnh cửu là nội dung thứ nhất này. Nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện. Ok. Thì về công tác chuẩn bị này nọ thì chắc chắn giáo viên ở trên trường sẽ hướng dẫn cho các em. Mục đích ở trong bài này, thầy giới thiệu sơ qua cái việc mà thực hành chế tạo 500 vĩnh cửu, cũng như là hoàn thành cho các em cái mẫu, cái việc trả lời các cái hệ thống câu hỏi mà người ta đặt ra ở trong cái mẫu báo cáo đó. Ok, được chưa? Tại vì các em phải hết sức thông cảm cho thầy là thầy đang quay tại nhà, chứ không phải là quay trên trường. Trên trường ai vẫn quay em, đúng không? Đấy. Chuẩn bị này, đối với học nhóm mọi nhóm học sinh này, hai nguồn điện 3V 6V này, một công tắc này, ống dây A khoảng 200 vòng ha. Dây dẫn có ở đây là phi này. Nếu như mà người ta đọc là phi hoặc là gọi là đường kính các em, đường kính bằng 0,2 mm không, quấn trên ống nhựa hoặc biệt cứng ở đường kính ống cỡ khoảng là 1 cm được chưa nào. Tương tự như thế chúng ta sẽ đây các em đó, đọc xuống và chúng ta chuẩn bị đúng với cái nội dung này. Được chưa? Ta sẽ đi sang phần tiếp theo nha. Cái phần 2 là phần nội dung thực hành game. Một là chế tạo 500 vĩnh cửu. Nó gồm có phần A, phần B và phần C này. Thấy chưa? Và ở đây chúng ta là nghiệm lại này. Những phần này đã có sẵn ở trong sách rồi, nên thầy chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Còn nhiệm vụ các em đọc và tiến hành thực hành theo yêu cầu của giáo viên ở trên trường để chúng ta kiểm tra lại ha. Ok. Còn nhiệm vụ tiếp theo của thầy này, nãy thầy đã nói với em rồi, đó chính là gì em? Đó chính là thầy sẽ hoàn thành cái mẫu báo cáo này. Chủ yếu giáo viên sẽ chấm cái em là trong quá trình thực hành thì cũng chấm về cái công tác chuẩn bị này, rồi các bước thực hành này, để mà kiểm tra nghiệm lại và viết báo cáo trên đây. Nhưng mà kết quả cuối cùng sẽ nhận về là cái mẫu báo cáo này để mà chấm, để mà lấy điểm. Các em hiểu chưa nào? Thì ở phần thực hành thì chế tạo 500 vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện, họ và tên. Ở đây thầy ghi họ và tên thầy nha, Võ, thầy họ Võ các em nha. Nếu ngoài Bắc là họ Vũ các em, Võ Hồng Quang ha. Lớp ở đây ghi lớp 9 tại nhà nha. Ok. Tại thầy đang quay tại nhà các em. Rồi, trả lời câu hỏi nè. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn này. Bắt đầu từ câu C1, C2, C3. Còn cái kết quả ở đây á, chắc chắn là cái kết quả ở cái phần 2, ở cái bảng 1, bảng 2 này thì thầy không thể giúp cho các em được. Tại vì ở đây á là tùy theo giáo viên ha. Khi mà thử thời gian phút và lần 1, lần 2 như thế nào thì chúng ta cần phải điều vào đây. Tương ứng nghĩa là khi chúng ta tiến hành thực hành và chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ hoàn thành ở đây các cái dòng này, các em có hiểu không? Đó, cũng như là kết quả ở bảng 2 cũng vậy. Được chưa? Mà nhiệm vụ thầy bây giờ đó chính là thầy sẽ giúp cho các em trả lời 3 câu hỏi C1, C2, C3 này, chỗ này này. Có được chưa nào? Giờ thầy sẽ hoàn thành câu C1 nha. Nói như cũng có một cái gì đó để dựa vào ha. Chứ thầy mà không làm thì nhiều lúc ở trên mạng xã hội, trên YouTube hoặc là ở đâu đó thì không có phần này đâu các em. Chỉ có kênh thầy Quang là gần như là đầy đủ tất cả các bài thôi em. Các em lưu ý như vậy. Được chưa? Người ta hỏi em là làm thế nào để cho một thanh thép nhiễm từ à, thì người ta học thì người ta đã biết rồi. Muốn làm cho thanh thép nhiễm từ thì ta đặt thanh thép trong đó, trong cái từ trường của 500, hoặc là đâu em, hoặc trong cái từ trường của dòng điện một chiều. Có đúng chưa? Như vậy các em ghi câu trả lời vào giúp thầy các em nhé. Như vậy các em ghi thầy là muốn cho thanh thép. Học tới bây giờ chắc có lẽ chúng ta đã quen cái nét chữ của thầy đúng không? Nhiệm từ.
ta đặt, ta đặt cái thanh thép ở đâu em? Trong cái từ trường, từ trường của Nam Châm, hoặc trong cái từ trường của dòng điện một chiều, được chưa? Đó, đó chính là câu trả lời cho câu C1. Ta đi sang câu C2 luôn nha. Có những cách nào để nhận biết chiếc kim bằng thép đã bị nhiễm từ hay chưa? Có những cách nào này, ta kiểm tra bằng cách nào này. Cách 1 là chúng ta có thể như này, treo cái kim nó thăng bằng trên một cái sợi dây không xoắn, xem nó có chỉ theo cái hướng là gì em, nam bắc hay không, là cách thứ nhất. Không xoắn để làm gì? Nếu mà xoắn thì cái kim nó sẽ quay như này, quay vòng tròn này em, nên ta phải treo nó phải thẳng mà không xoắn cái dây chỉ đó, em hiểu nè. Một sợi dây nào đó, sợi dây chỉ cũng được mà sợi dây bất kỳ cũng được. Cách hai là người ta sẽ đưa cái kim lại gần các cái mặt sắt nha, các mặt sắt, xem kim có hút các cái mặt sắt hay không. Nếu nó hút chứng tỏ là nó có từ trường, có đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ ghi này là cách 1 để kiểm tra này. Chúng ta ghi này là treo cái kim ha, treo kim thăng bằng, thăng bằng trên một sợi dây đúng như nào, không xoắn. Lưu ý là không để nó xoắn em nhé, xoắn thì nó sẽ xoay cái kim đó, thì khi đó không chính xác. Xem nó đó, có chỉ theo hướng, hướng gì em, chúng ta học nam biết rồi, nam, nam bắc đúng chưa nào, đó nam bắc hay không. Cách hai cũng rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ đưa kim lại gần các cái mặt sắt, xem kim có hút các mặt sắt hay không. Nếu mà nó hút thì chứng tỏ nó sẽ có từ trường, và ngược lại nó không hút thì nó sẽ không có từ trường. Kiếm hiểu nè. Đây chính là câu trả lời của câu C1 và câu C2. Rất rõ ràng và rất dễ hiểu đúng không nào? Chúng ta sẽ đi sang câu C3 luôn em nha. Thầy sẽ quay cái tờ giấy lại. Nêu cách xác định tên từ cực, từ cực nghĩa là cực bắc hay là cực nam anh em, của một ống dây có dòng điện chạy qua và chiều dòng điện trong các vòng dây bằng một kim nam châm. Nêu cách xác định. Như vậy thì ở đây mà để xác định được thì đầu tiên này, chúng ta sẽ đặt cái kim nam châm vào trong lòng và gắn một đầu của ống dây. Chúng ta căn cứ vào cái định hướng của kim nam châm á, thì khi chúng ta đặt vào thì ở trên kim nam châm thì nó sẽ có một đầu là ghi chữ N nghĩa là chỉ là cực bắc, một đầu là chữ S nghĩa là chỉ là gì, cực nam. Và xác định các cái chiều, các đường xích từ ở trong lòng ống dây thì chúng ta sẽ xác định được, đúng không? Từ đó chúng ta sẽ biết được tên của từ cực. Thì ở trong các clip trước thì thầy đã quay rồi, ra gì, ra đâu em, ra bắc, vào đâu, vào nam. Nhớ giùm thầy câu này này, ra bắc vào nam, nhớ giùm thầy như vậy. Bắc là ký hiệu chữ N này, vào nam là chữ S này, ra là ra bắc mà vào là vào nam, nhớ như thế để chúng ta xác định cho nó chính xác. Em hiểu nào, trong quá trình học thì những kiến thức nó liên quan với nhau hết chứ nó không tách rời nhau, đặc biệt trong một chương. Em hiểu chưa? Như vậy câu C3 này chúng ta sẽ ghi như này. Thứ nhất, chúng ta sẽ đặt cái kim nam châm vào
trong lòng và gắn một đầu một đầu ống dây gần em, đặt kim nam châm vào trong lòng và gần gần chữ gần nhưng mà chữ gắn nha em, thì ghi bị nhầm, gần một đầu ở ống dây. Cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ căn cứ vào gì các em, căn cứ vào cái định hướng của kim nam châm mà xác định được gì các em, xác định chiều các cái đường chất từ trong lòng ống dây, đúng chưa? Và cái thứ ba đó là gì, từ đó chúng ta sẽ xác định tên cái từ cực của ống dây, sau đó chúng ta dùng cái quy tắc nắm bàn tay phải, ta được học rồi đúng không nào, để xác định được cái gì các em, xác định được cái chiều dòng điện ha, chiều dòng điện chạy trong các vòng của ống dây, được chưa? Đây câu C3 các em, đó câu trả lời ạ. Em hiểu chưa nào? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 30, đó chính là cái phần bài tập ở trong cái chương này. Các em tự làm trước nha. Dựa vào cái phần gợi ý để chúng ta giải thích và làm cho nó tốt. Chúc cho các em học tốt các em nhé. Ok, cảm ơn em. Bye bye.